Xin chào các bạn. Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một web server đơn giản sử dụng Node.js. Thì ở đây mình đã bật sẵn terminal lên. Thì đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một thư mục. Thư mục của mình có tên là web server basic. Sau đó thì mình sẽ cd vào trong cái thư mục mình vừa tạo. Thì ở trong thư mục này mình sẽ tạo ra một file là index.js. Ok, cuối cùng thì mình sẽ mở cái thư mục này ở trong VS Code. Thì đây chính là file index.js của chúng ta. Thì để tạo ra một web server thì mình sẽ import những cái module cần thiết vào. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái module HTTP của Node.js. Thì để import một module nào thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh là require. Ok, tiếp theo để tạo ra một cái server thì mình sẽ sử dụng cái phương thức là create server ở trong cái module HTTP này. Thì trong cái phương thức create server này thì nó sẽ nhận vào một function. Thì bên trong function này mình sẽ truyền vào hai tham số. Thứ nhất là request và thứ hai là response. Thì request ở đây chính là những cái yêu cầu từ bên phía client gửi xuống. Còn response chính là những cái phản hồi từ phía server gửi cho phía client. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ lắng nghe server này ở một cái cổng nào đó. Ví dụ ở đây mình sẽ khai báo một cái port là 3000 đi. Thì mình sẽ lắng nghe cái server này ở cái cổng 3000. Thì để lắng nghe thì mình sẽ sử dụng cái phương thức là listen. Bên trong này thì mình sẽ truyền vào cái cổng mà mình muốn lắng nghe. Ví dụ bên trên là mình sẽ lắng nghe ở cổng 3000 đúng không? Rồi. Thứ hai là cái hot name. Thì đây là cái giá trị option mà mình có thể chọn hoặc không chọn cũng được. Ví dụ ở đây mình sẽ lắng nghe ở cái hot name là 127.0.0.1 đi. Cuối cùng là một cái callback mention. Ở đây thì mình muốn kiểm tra xem là cái server của mình có lắng nghe đúng ở cái cổng này không. Thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh console log để in ra một cái message gì đó. Ví dụ là server listening on port. Ở đây thì mình sẽ truyền cái port của mình vào. Ok, thì ở bên trên mình đã tạo ra một cái web server sử dụng cái phương thức là create server. Thì cái phương thức này có tác dụng là nó sẽ lắng nghe khi mà có request gửi đến server thì nó sẽ chạy vào trong cái hàm create server này. Rồi, ví dụ là khi có một cái request gửi đến server thì mình sẽ trả về cho phía client một cái message. Thì đây mình sẽ sử dụng cái phương thức là REST.END. Message mà mình gửi về là hello server chẳng hạn. Ok, cuối cùng thì mình sẽ chạy cái file index.js này để khởi tạo lên cái server của mình. Thì ở trong màn hình terminal của VS Code thì mọi người sẽ chạy câu lệnh là node index.js. Thì đầu tiên là nó sẽ hiển thị ra mình một cái message là gì? Server listening on port 3000 đúng không? Đây, chính là cái câu lệnh đầu tiên khi mình khởi tạo cái server. Ok, bây giờ mình sẽ lên trình duyệt. Mình sẽ truy cập vào cái hot name là 127 này, .0.0.1 và cổng là 3000 đúng không? Thì các bạn có thể quan sát trên màn hình. Trên này có một cái dòng chữ là Hello Server đúng không? Đây chính là cái dữ liệu mà mình gửi từ bên phía server lên client. Đây, đó chính là cái message ở trong cái hàm REST.END này. Thì đây chính là một cái text bình thường thôi. Trường hợp mà mình muốn gửi một cái đoạn HTML lên thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ ở đây mình sẽ gửi một cái H1 lên chẳng hạn. Bên trong H1 này mình sẽ cho một cái dòng chữ là màu đỏ đi. Color red đúng không? Ok, thì lúc này mình cần phải set cái content type cho cái response này. Thì lúc nãy là mình chỉ gửi lên một cái text đơn thuần thôi thì mình không cần set content type làm gì. Thì lúc này
mình cần gửi lên một cái đoạn HTML thì lúc này mình cần phải set cái header cho nó. Ok, thì ở đây mình sẽ set cái header là read.write header. Thì đầu tiên thì mình cần truyền cái status cho nó. Status code. Ví dụ thành công là 200 này. Và đằng sau nó là một cái option header đúng không? Thì ở đây mình sẽ set cái content type. Là text này, HTML chứ nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại cái file index.js này. Refresh lại trang này. Thì ở đây các bạn có thể quan sát thấy cái chữ Hello Server đã được in đỏ đúng không? Và nó cũng to hơn bình thường. Mình có thể inspect lên để kiểm tra này. Thì ở đây nó là một cái thẻ H1 này, có color là red. Đúng với cái message mà mình gửi từ phía server lên. Vậy thì ở đây các bạn có thể quan sát là cái status code đúng không? Là 200. Thì tại sao lại là 200? Thì đây chính là cái mã tiêu chuẩn hóa cho cái gói HTTP của mình. Mỗi một mã thì nó sẽ tương ứng với một cái thông điệp. Ví dụ 200 thì nó là thành công. 400 tức là bad request. Hay là 500 là cái lỗi của server. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái status code này. Mình sẽ để ở link mô tả của bài học. Ví dụ ở đây mình sẽ chuyển thành 400 chẳng hạn. Rồi, sau đó thì mình sẽ kiểm tra cho trình duyệt nhé. Trước khi kiểm tra thì mình sẽ chạy lại server. Ok, thì ở đây mình sẽ reload lại trang này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái status code không? 400 này, bad request. Ví dụ bây giờ mình sửa lại thành 200 này sao? Đúng không? Ok, thì bên dưới mình sẽ chạy lại cái server của mình. Đây. Status code bây giờ nó đổi thành 200 này. Ok, được chưa nhỉ?